Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đào Coi Truyền Tiếng nha. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần chất liệu nó là phíp nha anh em. Chất liệu phíp và một số cây cần phíp nhưng mà khoan Fuji hôm nay, khoan thường, khoan Fuji có đủ. Giá em bán ở đây cho anh em nói chung là rất là tốt cho anh em nha. Giá tốt hơn thị trường. Đó, anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 05 220 220 30 nha anh em. Hoặc là Zalo là 0968 747433, hai số đó đều gọi được hết. Anh em gọi số này không được gọi số kia nha. Đó, còn riêng anh em kết bạn Zalo thì anh em kết bạn Zalo số 747433 đuôi giúp em. Rồi em giới thiệu anh em cây cần đầu tiên, quên báo cho anh em nữa. Cái video này là cái phí vận chuyển của đơn cần là 40 đến 45.000 một đơn nha anh em. Tùy vào khu vực giao hàng của anh em. Đó, tùy vào khu vực giao hàng của anh em. Anh em nào mua thì cứ alo cho em nha anh em. Tại cái này em bán là phí vận chuyển anh em thanh toán cho bưu điện nha. Gọi thì anh em cây cần đầu tiên là cây cần 2 khúc đây. Cây này dài 2m1 nha anh em. Made in Korea hãng Kinton đây. Cây này 2 khúc. Cây chất liệu bằng sợi thủy tinh anh em à. Cây này nói chung là anh em về câu cá giò, cá hanh, cá cháp, cá nâu ngon, nó dương nhớ như cần Aikada vậy anh em. Nó như cây cần Aikada, nó có hộp, có túi đàng hoàng nha. Nó như một cây cần Aikada luôn, bát nó bát nhôm. Cái này bằng nhựa, cái này bằng nhôm nha. Cái ngọn này ngọn sợi thủy tinh. Cái gốc này là gốc, để em coi gốc này gốc gì. Gốc này là gốc gốc carbon nha anh em, carbon pha. Gốc này gốc carbon pha nhưng mà cái ngọn là ngọn sợi tinh anh em à. Cái ngọn là ngọn sợi tinh, ngọn rất là dịu nha, ngọn mềm lắm. Cây này dành cho anh em câu cá giò, cá hành, cá cháp, cá nâu nha. Nó dạng như câu tai chợ mái á nè. Mà dạng như câu cần Aikada, y khu Aikada luôn, khác nhau gì luôn á. Ngọn rất là dịu. Cây rất đẹp anh em. Cây này mới chát luôn. Khoan đây. Cây này chắc bán rất là lẹ. Mã 424 nha, nặng 85g, ngọn 0,6 ly, gốc 8 ly. 424 này em bán 350, đang giảm còn 300 đây. Cái cây này 300 là bán thiệt anh em luôn, quá lẹ luôn á, lẹ lắm nha. Cây này dành cho anh em câu cá hanh, cá cháp, cái gì cá giò, cá nâu. Rồi, 424 giá 300k. Rồi, tới 425 nha anh em, một cái cần lua mới đứng, cây này 3 khúc lua mới đứng nha anh em. Khoan nó khoan inox đây, chất liệu bằng phíp nha. Chất liệu phíp, khoan inox, bát nó bát hãng vặn đây anh em. Bát hãng vặn như vậy nha. Cây này dài 1m8 anh em. Cây này made in China nha. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em à. Made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Cây này Senhao gì đây. Nguyên bản anh em, dài 1m8. Đây là dính keo. Đây dính keo nha anh em. Chung cần này rất là đẹp. 3 khúc. Cây này nếu mà lua tầm khoảng 10g, 12g quay đầu thôi anh em ơi. Ngọn cây này độ cứng khoảng L thôi. Ngọn L thôi, ngọn cũng hơi mềm nha. Cây này mã số của nó là 425 nha anh em. Nặng 120g, ngọn 1.8 gốc của nó 12. 425 giá 200 ngàn. 425 này giá 200k nha anh em. 200 ngàn. Cái 426 là cũng một cây cần, cũng cây cần 425 luôn, nguyên bản luôn. Y khu không khác nhau gì đâu. Hai cây là một cặp nha. Cây này dài 1m8 luôn, made in China. Made in China nha anh em. Eco luôn. Cây này độ cứng khoảng L luôn nha anh em, ngọn mềm. Cần đẹp anh em, ngoại hình cây đẹp, nguyên bản nha. Chưa hư, chưa gãy, chưa sửa chữa luôn, nguyên bản anh em. Này dính keo thôi. Dính keo anh em, chùi nó ra hết nha. Dính keo đây. Cây này 426 nha, nặng 120g, ngọn 18, gốc 12, giá cũng 200k. 200 ngàn nha anh em. 426 đây. Tới 427. 427 dành cho anh em sưu tầm. Cây này có 102 luôn. Giá nó hơi cao. Chất liệu của nó là bằng tre chút nha anh em. Nó bằng tre, bằng chút gì em cũng không biết nữa. Cái đóng cái đầu mi này là carbon nha. Cái đầu mi này nó là carbon. Đầu mi để nối vô trong cái lóng này đây. Cái lóng này nó được có này là. Nó được có thêm cái này. Để bảo vệ cái này tránh tình trạng nó dập lóng nha anh em. Bằng che chút gì nha anh em, rất là đẹp.
Cái ngọn này là cần Aikada anh em. Aikada. Aikada. Ngọn rất mềm. Cây này không để chiều dài anh em ạ. Cây này em coi nó dài nhiêu. 2, 4, 6, 7 đi. 8, 10, 12. 1 mét 3 mấy anh em. Mét 3 mấy nha. Cây dài mét 3 mấy anh em à. Chưa tới mét 4. Cây này nói chung cây này dành cho anh em sưu tầm đánh cần Aikada nha anh em. Cây này rất là đẹp. 427 nặng của nó chỉ 85 g, ngọn 0,8 ly, gốc 11,5. 427 giá 500. Thôi cây này em bán cho anh em 400 thôi, 400 ngàn thôi. Cây này anh em với tình trạng sưu tầm thì anh em mua cây này nói chung nó là quá rẻ. Còn mà anh em mua để chơi mà chưa biết về cái chất, chưa biết giờ cây cần trúc như vậy thì anh em thấy nó mắc, nhưng mà nếu mà đúng vô cái người ta mua để sưu tầm á, hay là mua để chơi á, đúng biết giá trị của này á, cái này giá 400 là quá rẻ nha anh em, báo rõ với anh em vậy nha. Đó, 427 giá 400k thôi, giá giảm rồi nha anh em, giá cái này giảm cho anh em. Tới 428 này gút lóng dài nha, mà chất liệu phíp, ngoại hình cái này nó hơi xấu nha, bát Fuji, giá mềm cho anh em. Khoan nó khoan hãng sản xuất nha, khoan này nó đây nó như vậy nha anh em, không phải khoan Fuji, khoan hãng, chất liệu phíp, ngoại hình thì nói chung khá là đẹp đó anh em, khá sáng. Ngọn trắng lóng 2 màu đen, lóng 3 màu cam, nguyên bản của cần như vậy nha, chứ không phải bị lai nha anh em. Cái này nguyên bản của cần nó như vậy rồi, ngọn này là ngọn phíp luôn nè, ngọn này ngọn trắng nhưng mà nó sơn anh em thấy không, đúng cái màu của nó là màu này luôn anh em, đúng cái màu nó màu này luôn nè, nhưng mà nó sơn trắng lên nè. Này bên tụi Nhật nó sơn anh em. Bên tụi Nhật tụi nó sơn nha. Cây này bán rẻ cho anh em thôi. 428 nặng 270 g, ngọn 2 ly, 3 góc 19,3, dài 3m3 nha anh em. Độ cứng cây này tương đương tầm khoảng 20-25. Giá cây này cho anh em 180 thôi, giá cây này cho anh em 180 ngàn thôi. 180 nha. Tới 429 nha anh em. Bát nó bát hãng đây. Đích đây, đích này anh em nào mua thì em sẽ thay đích này cho anh em. Em gắn đắp đích khác vào cho anh em, này mất đắp đích rồi, nhưng mà anh em nào mua xem sẽ gắn đắp đích khác vào cho anh em. Nha anh em. Hãng Rồ Marine. Cây này cây chain cutter, dài độ cứng 30, dài 39 đây, chất liệu phíp nha anh em. Chất liệu phíp, đắp đít em sẽ thay cho anh em nha. Khoan nó khoan vua, khoan hãng anh em, khoan hãng đá sứ anh em à. Chất liệu phíp nha. Phôi cần đây, phôi cần rất đẹp. Phôi cần rất đẹp nha anh em. Phôi này mới chát à, mới cứng luôn á. Ngọn hai khoan một alo nha anh em. Phôi rất đẹp. Khoan này có một cái khoan nó hơi bị dạng như nó cong anh em, như cứng lắm. Gắn vô cần câu kéo bình thường nha. Thấy chưa? Đó nè, đúng nó vậy nhưng mà chắc nó dựng chuyển á anh em. Hàng bãi mà nó cứng nó bị vậy không sao á anh em, về câu kéo bình thường thôi. Không có ảnh hưởng gì đâu. Báo một cái lỗi nhỏ chỗ đó thôi. Cây này nếu mà nó không bị vô đó, giá cái này khoảng 350 anh em, nhưng mà bán cho anh em cái 250 thôi. 429 nha, nặng 378 g, ngọn 2 đi 7, góc 25. 429 giá 250 ngàn thôi. Giá này là em thay nắp đít này cho anh em nha, thay vào cho anh em nắp đít có cái đồ dặn cho anh em đàng hoàng. Tới 430 đây. Cây này cây cần carbon nha anh em, cây này cây carbon. Bát nó là bát hãng, bát hai bô. 430. Cây này dài 3m6 nha. Dài 3m6. Cây này Usa Multi Rock gì đây. Súp. Cây này carbon nha anh em biết carbon em cứ dặn đít cho thôi. Đây đít đây nè, đít đen bóng nha, đen bóng. Cây này carbon cho anh em. Ây da, khoan nó là khoan khoan đá sứ, chân nó chân sắt như hơi nha anh em, hơi rỉ tan tí. Khoan đá sứ chân nó chân sắt như vậy đây, khoan rất đẹp. Chất liệu của nó là phíp nha, ơi chất liệu carbon nha anh em, chất liệu cái này carbon.
Phun chung cây này còn ngoại hình còn đẹp khoảng 80%. Ngọn hai khoang một alo, độ cứng cây này tương đương khoảng 25-30. 25-30, dài 3m6 nha anh em. Dài 3m6. Cây này hãng có hãng Rockefeller gì đây. Cây này 430, nặng của nó 260g, ngọn 2 ly 2 góc 18,7, 430 giá 380 nha. 430 giá 380.000. Một cây cần carbon. Cái 431 đây. 431 đây. Cây này một cây cần super sub, dài 3m9 nha anh em, chất liệu phíp. Bát của nó là bát Fuji bát 7 luôn, ngoại hình cây này rất đẹp nha. Mới chát à. Cái này có nó dính keo nè. Cây này mới chát luôn, khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha anh em. Chất liệu bằng phíp. Cây này ngoại hình nói chung là có chày. Cây này không đẹp bằng cây màu xanh, nhưng mà nó được cái nó hoàn thiện hơn. Cây màu xanh kia anh em với người thanh nắp đít thôi, thanh đít là ok thôi. Ngọn hai khoan một alo nha. Độ cứng cây này tương đương là 20-25. Độ cứng 20-25, dài 3m9 nha anh em. Còn nói chung cây này còn khá là ngon. 431, nặng 375g, ngọn 2 ly rưỡi, góc của nó 23,6. 431 giá 250 nha. 431 để anh em giá 250.000 thôi. Cần này chung khá là sáng, còn rất là sáng nha anh em. Tới 432 đây. 432 này cây cần gút đóng dài luôn. Cây này super liner 3m nha anh em. Khoan đá sứ chân sắt nha, khoan đá sứ chân sắt. Chất liệu bằng phíp anh em. Cần này rất đẹp. Đẹp lắm nha, mới tin luôn. Cây độ cứng khoảng 20 anh em, 20-3m nha. Cần rất đẹp, mới chát à. Độ cứng 20-3m, ngọn thì hơi mềm anh em. Cây này ngọn hơi mềm nha. Cây này ngọn hơi mềm. Cần rất đẹp. Cây này mã số của nó là 432, nặng 190g, ngọn 2 ly 6, góc 19,5. 432 giá 200.000 thôi nha. 432 để cho anh em giá 200.000 nha. Cái 433 này cần Aikada Flip đây. Bát nó bát Fuji bát 6 nha. Dài 1m8, độ cứng 10. Cây này hãng Suzumi. Và hình nói chung rất là đẹp. Khoan đời 3 là khoan Fuji nha. Khoan như vậy đây. Cây này y khu như Aikada luôn, nhưng mà chắc cây này hơi chi. Hơi chi gút nha anh em. Cần này cần hơi chi gút. Đó đây. Độ cứng 10 1m8 nha. Độ cứng 10 1m8. Phôi cần thì rất là đẹp. Cây này ngon. Cây này êm anh em, mới tinh luôn, mới chát luôn. Cây này anh em giờ thích câu cá cháp, cá giò, cá hành, cá nâu, ok, câu bè nha anh em, câu bè, câu cá nhỏ. Cây này mã số của nó là 433 nha, nặng 135g, ngọn ha 1 ly, gốc của nó 11 nha. 433 để cho anh em cây này giá 280.000 thôi. 433 để anh em giá 280.000 thôi anh em à. Cái 434 này một cây cần gút đóng dài, chất liệu của nó là phíp. Ngoại hình chày. Bát này nó bị gớt cái chân bát rồi. Không sao anh em lấy thêm sẽ gắn cái chân bát vô cho anh em gắn máy nha. Cây này dài của cây này là không để. Để em có dài nhiêu, khoan Fuji nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu phíp mà được cái bộ khoan Fuji là ngon rồi anh em. Khoan Fuji đánh nó êm hơn. 3m, cây này chắc cỡ cây này 36. Cây 3m6 anh em à. Cây này 3m3, 3m6 thì để em con đo lại thực tế. Rồi anh em ơi, cây này 3m6 nha. 3m6, độ cứng cây này tương đương khoảng 20-25 thôi. Ngọn mềm nha anh em, độ cứng 20-25 thôi, ngọn mềm, được cái khoan bát Fuji. 434 nha, 434 nặng 325g, ngọn 2 ly 4, góc 21,7, 434 giá 300.000 anh em. 300.000 được một cái bộ khoan Fuji cho anh em luôn.
tới 435 đây, cây cần gút lóng dài, cây này cây câu lục nha anh em. Bát là bát FK FS7. Cái này là hãng hãng Fuka nha anh em. Fuka là viết tắt của chữ Fukahama, hãng Fukahama rất là nổi tiếng bên Nhật nha. Anh em nào biết chế dòng khoe hãng đó thì anh em sẽ biết nha. Dài 4 mét rưỡi đây, dài 4 mét rưỡi nha anh em. Ngoại hình nói chung có chày. Khoan nó khoan Fuji. À, đề ba này khoan Fuji đá trắng, còn mấy khoan trên là Fuji đá đấm xanh nha anh em. Chất liệu phíp, ngoại hình nói chung là chày như video đây. Chày như video đây nhưng mà chất liệu phíp, cực cái khoan khoan bát Fuji thì nó cũng có giá hơn. Nhưng cái này em sẽ bán giá rất ok cho anh em. Ngọn hai khoen một alo nha anh em. Này cho chốc sơn trắng. Độ cứng cái này tương đương là tầm khoảng 20 25 25 4 mét rưỡi nha anh em, cái này 4 mét rưỡi. Cái này mã số của nó là 435, nặng 675 gram, ngọn 3 ly gốc 30, giá 300 ngàn anh em. Cái này bán cho anh em giá 300k. Cái 436 này cây cần gút lo gút lóng lở nha. Bát đây, bát nó bát bằng nhựa. Cây này hãng hãng Olympic anh em à. Olympic độ cứng 15 2 m độ cứng 15 2 m 1 nha anh em, độ cứng 15 2 m 1. Ngoại hình có chày đây, chất liệu phíp. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh nha. Nguyên vàng khoan Fuji đá sẫm xanh. Chất liệu phíp, nói chung cây này ngoại hình còn khá là sáng ngọn đây. Độ cứng 15 thì nói chung là cũng hơi mềm. Độ cứng 15 thì ngọn cũng hơi mềm nha anh em. Ngọn hai khoen một alo nha. Khoen Fuji. Cái này khoen Fuji nha anh em. Khoen Fuji cho anh em. Cái này mã số của nó 436 nha, nặng 190 g, ngọn 2 ly mốt góc 14,6. 436 giá 260 ngàn thôi. 436 để anh em giá 260 ngàn nha. Cái 437 cũng là cây cần Olympic luôn. Bát nó bát nhựa nha anh em, bát nhựa đây. Cây này hãng Olympic độ cứng 15 2m1 luôn anh em. Khoan Fuji. Bát nhựa. Ở đây thì nó có một cái chân nó bị nứt nè. Em dán keo rồi, một cái khoan nó bị nứt một chân đây. Đó. Một cái khoan đây cũng nứt một chân. Nói chung hai cái khoan này mỗi khoan nứt một chân nhưng mà câu kéo bình thường nha anh em. Câu kéo bình thường rất là cứng nha, rất là cứng cho anh em, giờ anh em có việc chơi thôi không có sợ đâu, không sợ hư nha. Ngoại hình nói chung là còn khá là ổn. Ngọn hai khoen một alo nha anh em, hai khoen một alo. Hai nó khoen nó có hai chân nhưng mà nứt một chân, còn một chân nha anh em. Ngoại hình nói chung là có xấu một chút. Cây này 437, nặng 190 gram, ngọn 2 ly rưỡi, góc 15. 437 này em bán 250 nhưng mà thôi để anh em giá 200 thôi, tại nước hai chân kia để anh em 200 thôi. 200k thôi. 437 giá 200 ngàn thôi anh em. Tới 438 này cây cần gút lóng lở nha, đai qua độ cứng 30 2m4. Bát của nó bát vặn đây, độ cứng 30 2m4 nha, hãng đai qua. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu phíp nha anh em. Cây này phức liệu phíp đây, có những đốm đốm nhỏ nhỏ không đáng kể anh em à. Ngoại hình cây này nói chung khá là ngon, sáng ngọn nó màu trắng nha. Ngọn hai khoen một alo anh em à, ngọn hai khoen một alo nha. Độ cứng 32m4, độ cứng 32m4 cho anh em. Cần nói chung cây này em chưa vệ sinh kỹ đâu, cây này anh em vệ sinh kỹ là đẹp lắm nha, mới chát luôn á. 438 nặng 205 gram, ngọn 1 ly 7 góc 19, giá cái này 300 ngàn anh em. 438 giá 300k. 438 để anh em giá 300 ngàn thôi. Khoan Fuji, bát Fuji nha. Tới 439 đây một cây cần gút lóng lở luôn. Bát nó là bát Fuji FS6 nha. Đầu cứng 52m4 nha anh em. Cây này hãng Daiwa luôn rồi. Khoan nó khoan Fuji, nó có một chân khoan nó bị nứt nhẹ nè, nứt nè. Đúng không, có cây này không bị anh em, em coi. À cây này khoan nguyên hết nha, khoan là khoan nguyên hết, em nhầm, em thấy nó nứt không phải, chứ cái này nó dính gì anh em, tưởng nứt chứ không phải nứt đó. Nói chung là khoan nguyên hết, bát Fuji
Cây này quần hình nói chung khá là sáng, mới mới tình. Ngọn hai khoen một alo, độ cứng 53, độ cứng 52m4 nha. Độ cứng 52m4. Cái bát đây để Shimano anh em, bát đây để Shimano nha. Cây này hãng Shimano anh em, cây này cây cần Shimano rồi. Cây này 439 nha anh em, nặng 220g, ngọn 2 ly tư, gốc 22, giá cây này giá 300 thôi. 300k cho anh em luôn, 439 giá 300.000. 440 này rút lóng lở luôn, hãng Daiwa, độ cứng 12m4, made in Korea nha. Bát nào, bát Fuji Bass 7. Hãng Daiwa đây, ngoại hình cây này nó cùng sáng. Khoan Fuji. Alo này được thay thế alo chống sắn nha anh em, alo alo không phải Fuji nhưng mà thêm thay vào alo chống sắn cho anh em. Cây này ngoại hình nói chung sáng anh em, lóng 2 đây. Mới, cây này mới tinh. Ngọn này, ngọn một khoan một alo nha anh em. Ngọn một khoan một alo. Ngọn một khoang đây thôi. Cây này mã số 440 nha, nặng 185g, ngọn 2 ly tư, gốc của nó 19,5. 440 giá 280 nha anh em. 440 giá 280.000. Tới 441 đây, một cây cần rút lóng lở luôn. Bát là bát nhựa nha. Cây này hãng Olympic, độ cứng không để và 2m1 anh em, made in Korea. Ngoại hình có chày đây. Khoan của nó là khoan Fuji nha anh em. Alo của nó thì nó bị lỗi vậy đây. Xấu. Không có bị hư nha, alo quyền zin nè, quyền zin. Đó, cây này một là anh em về thay alo nha, hai là anh em để về chơi vẫn bình thường. Chả có ảnh hưởng gì đâu nha anh em. Cây này em sẽ bán giá ok cho anh em, tốt cho anh em về thay alo. Hoặc là anh em không muốn thay thì mua được giá tốt thì anh em để về chơi vẫn bình thường cho anh em nha. Còn mấy cái móc trắng trắng này anh em về chỉ cần lấy miếng dầu anh em chùi sơ qua cái nó bóng đen lại anh em. Chùi sơ qua cái là nó đen bóng lại liền. Chất liệu của nó không phết. Ngọn của đây, ngọn hai khoen một alo nha anh em. Nói chung cần này còn khá sáng á, đẹp. Cây này mã số của nó 441 nha, nặng 210g, ngọn 2 ly, gốc 14. 441 giá cái này 230 thôi. Em trừ tiền ra rồi nha, trừ gam vài chục ngàn cho anh em thay alo. Alo này hoài chắc bán khoảng 50.000 cái. Đó, thì em bán cho anh em là 230 thôi. 441 giá 230 cho anh em về tự thay alo hoặc để về chơi vẫn bình thường nha. Alo vẫn còn ngon chứ nó chỉ xấu thôi. Tới 444 nha anh em. 444 này 41 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, cái này 441 nha. Rồi tới tiếp theo 442. Cây này hãng Olympic luôn, bát nó bát nhựa anh em. Bát nó bằng nhựa, nhựa cứng. Độ cứng 15, 2m1 nha, chất liệu phíp. Khoan Fuji nha anh em, nguyên bộ khoan Fuji luôn. Khoan rất đẹp, mới. Khoan không có hư nha, nguyên dạng. Chất liệu bằng phíp, cây này ngon. Ngọn 3 khoan một alo anh em à. Ngọn 3 khoan một alo nha. Độ cứng 15, 2m1 anh em. Độ cứng 15 21. Cây này ngoại hình đây. Cây này mã số nó 442, nặng 190g, ngọn 2 ly 3, góc 15. 442 giá 280 nha. 442 giá 280.000. Ấy da. Tới 443 đây. 43 này là cây cần Daiwa. Độ cứng 20 2m4 nha anh em, rút lóng lở. 443 bát nó bát Fuji Bass 7. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha anh em. Nguyên bộ khoan nó còn nguyên dạng hết, không hư không lỗi nha anh em. Ở đây thì nó dính dơ nha anh em. Anh em giờ có thể lấy miếng xăng nó chùi này nó bóng. Đẹp liền nha. Nói chung cây này em chưa vệ sinh kỹ đâu. Mấy cây này anh em về vệ sinh kỹ là một cái là nó sáng bóng lưỡng luôn á. Mới chát à. Độ cứng 22m4. Độ cứng 22m4 nha anh em. Ngọn nói chung khá là ok cho anh em. Ngọn hai khoen một alo nha. Tổng thể đây. Khoen bát Fuji cho anh em, chất liệu phíp hãng Daiwa. 443, nặng 180g, ngọn 1 ly 7, góc 19. 443 giá của nó là 300k luôn. 443 giá 300.000 nha anh em. Rồi anh em mà lấy cây nào cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại nha anh em.
Còn em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.